Vâng, em xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em có một tác phẩm hàng mới rất là đẹp và độc đáo, em sẽ lên và giới thiệu cho tất cả mọi người đấy. Ở một bức chim công phù dung bốn mùa phú quý các bác nhé, chất liệu bằng gỗ mun sừng Khánh Hòa. Đó, tác phẩm này rất là đẹp, rất là đục, rất là kênh bong đấy ạ, rất là kỹ các bác nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Và sau đây em sẽ quay lại gần hơn để các bác có thể nhìn rõ từng chi tiết một của tác phẩm nhé. Đây các bác ơi, thì em sẽ quay tán tùng của bên em này. Vâng, đây các bác ơi, đây tán tùng bên em này. Đục rất là đẹp luôn. Đó các bác kìa. Tán tùng bên em nhé. Ở bên này đây, bên này các bác này, em có chế tác cành một khóm trúc. Đó, các bác nhìn này, em đúng rất là thơi luôn, rất là kênh bong luôn đấy ạ, rất là đẹp các bác nhé. Đó, ở bên em đang chế tác một chú chim này, bên ương bên đậu dưới đây. Đó, ở bên này đây các bác này, đó, chú công này, đôi công anh em để em quay xa các bác này. Đó. Rất là đẹp luôn các bác nhé, đang nhìn nhau đấy. Vâng, bên này các bác, bên này em có cành chế tác cành mai này, mai. Đó, các bác này. Đó, rất là đẹp luôn. Vâng, bên dưới đây các bác nhé, bên dưới đây. Đó, các bác nhìn này, em có chế tác khóm cúc đây, khóm cúc bên em này chế tác đúng rất là đẹp luôn. Đó, khóm cúc bên em này. Đó, các bác nhìn đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn nhá. Cái này rất là tuyệt vời đấy ạ. Đó. Sau đây em sẽ quay tác phẩm một vòng nhá, quay một vòng tác phẩm cho các bác. Rồi anh em vào quay cho các bác đi. Rất là dày dặn các bác nhé. Đó. Đây là mặt sau tác phẩm các bác nhé. Đó. Mặt sau tác phẩm đây. Đó, em xin phép quay ra mặt trước này. Đó, đó vừa rồi mặt sau tác phẩm. Rất là dày luôn, rất là dày. Vâng, gỗ rất là dày đấy ạ. Đó. Rất là đẹp các bác. Và em sẽ đọc kích thước của tác phẩm này này. Chiều cao tác phẩm là 86 ạ, chiều ngang của tác phẩm này là 57 và chiều sâu tác phẩm là 48, chất liệu bằng gỗ mun sừng Khánh Hòa. Và em sẽ báo giá tác phẩm này cho các bác là muốn sở hữu tác phẩm này nhé. Giá bán của tác phẩm này là bên em bán tại xưởng 27.500.000 đồng. Vâng ạ, là 27.500.000 đồng chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Bác nào muốn đặt hàng hoặc là muốn tư vấn một vấn đề nào đó về tác phẩm này thì các bác có thể liên hệ qua số điện thoại 0389889968 để được đặt hàng và tư vấn về tác phẩm này các bác nhé. Đó, một tác phẩm rất là đẹp của bên em đấy ạ. Đó, rất đẹp. Em sẽ quay từ trên xuống dưới tác phẩm này đưa cho các bác này. Đó, các bác nhìn nhé, rất là đẹp luôn ạ. Đó, còn về ý nghĩa của tác phẩm thì tác phẩm này mang ý nghĩa là vợ chồng hạnh phúc này, vợ chồng sống hạnh phúc trăm năm, trăm năm đầu bạc đấy ạ. Đó, phu thê viên mãn, hạnh phúc viên mãn đấy các bác nhé. Đó, ngoài ra bên em còn chế tác thêm bốn mùa, thêm một bức tranh bốn mùa nữa cùng cúc trúc mai các bác nhé. Đó, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và các bác nhớ là ủng hộ bên em bằng cách ấn like và đăng ký kênh YouTube của bên em nhé, để có thể nhận được những thông báo mới nhất về những video giới thiệu của những tác phẩm hàng đẹp của bên em ạ. Và bây giờ thì em xin chào các bác nhé và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ. Vâng, em xin chào các bác ạ.